Anh xin yêu em đơn phương, tha rằng mình đừng nói xa. Để mai đây bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Xin kính chào toàn thể các bác êm thanh trên mọi miền Tổ quốc và chào mừng các bác đã trở lại kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay thì em Hải sẽ gặp lại các bác trong một clip mà em muốn là review, giới thiệu đến các bác một bộ dàn combo karaoke đồng bộ hàng chính hãng của thương hiệu PS Audio. Thương hiệu PS Audio là một thương hiệu chính hãng của Việt Nam và đều là nhập khẩu những hàng hóa có COCQ đàng hoàng. Với thương hiệu PS Audio thì cho ra các sản phẩm phân khúc gia đình bảo hành lên tới 2 năm và hàng khá là ổn khi mà qua các kỹ thuật hay như chúng em đã trải nghiệm và test rất kỹ càng các sản phẩm của những thương hiệu khác nhau để trước khi đưa đến bán cho các bác khách tiêu dùng. Và ngày hôm nay trong clip này thì em Hải muốn giới thiệu đến các bác một combo karaoke của PS Audio. Một bộ dàn gồm đầy đủ các thiết bị mà giá thành thì hợp lý. Tổng bộ combo karaoke này có trị giá là 17 triệu đồng, rất là hợp lý. Các bác đã sở hữu cho mình những sản phẩm như là một chiếc đẩy 2 kênh có model là TD450 cho ra công suất là 450W và chạy mạch Class H. Với bộ mạch Class H này cho ra công suất thì lực, thứ hai là chất âm sáng, trong sạch, đó là yếu tố rất quan trọng khi chúng ta ghép vào những cặp loa full. Tiếp theo là một chiếc vang cơ có model là SV20. Chiếc vang cơ này có tích hợp dì vợt và echo rất là sâu. Một bộ mic không dây có model là VK8, phối ghép rất là đẹp. Và tiếp theo em sẽ ghép một chiếc súp bass 30. Chiếc súp này thì độ sâu của nó sẽ tăng rất nhiều khi bác ghép thêm súp. Bộ dàn karaoke bây giờ thì chắc chắn phải có súp rồi. Với mẫu súp của PS Audio thì sẽ có hai màu, màu đen và màu vân gỗ. Ngày hôm nay em sẽ ghép bộ này trên màu vân gỗ nhé. Còn khi các bác lựa chọn thì có thể chọn màu đen hoặc màu vân gỗ để phối ghép vào không gian gia đình cũng như là phòng khách để trang trí. Và phối ghép sẽ một cặp loa bass 30 có model là KF212 của PS Audio và đồng bộ bộ dàn rất nhiều sản phẩm chính hãng này của PS Audio này thì trị giá là 17 triệu đồng. Bên Hiếu Minh Audio cũng như là showroom Hiếu Minh sẽ bao ship và setup lắp đặt tại nhà cho các bác quanh khu vực Hà Nội khoảng tầm 30 cây, sẽ miễn phí hoàn toàn các bác nhé. Khi các bác mua đồng bộ combo karaoke của PS Audio này, một bộ dàn chưa đến 20 triệu đồng, các bác đã sở hữu cho mình rất nhiều sản phẩm. Và bây giờ em sẽ đi vào để cùng các bác trải nghiệm chất âm của bộ dàn 17 triệu đồng này. Xin mời các bác cùng theo dõi. Ngày nào đó tôi còn thèm ai
trả lại cho người. Thành phố sau lưng môi ngọt dịu nồng, giày số tôi đi hằn trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chân quân thủ ngày đêm to mặt. Xin mời các bác cùng em Hải trải nghiệm bộ dàn combo karaoke 17 triệu đồng này qua một ca khúc karaoke em sẽ gửi tặng đến các bác. Bài acoustic nhẹ nhàng. Không thành câu, sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trông nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lây. Nàng đẹp tựa ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuế. Nàng ơi hay biết chăng, anh đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thơ ngây, mà rằng lòng đừng nói ra. Em có tim trinh nguyên vương, tình sâu chất ngất. Sự nụ hồng phai nhanh, em ở đêm rồi em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, tha rằng mình đừng nói xa. Để mà đây bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Chỉ đơn giản là một vài ca từ để cho chúng ta có thể trải nghiệm tốt hơn về chất âm của bộ dàn combo chính hãng của PS Audio trị giá 17 triệu đồng này. Đầy đủ cả súp cả loa bắt 30 cho các bác có thể sử dụng trong không gian từ 20m2 đến 30m2 đó. Một combo karaoke chính hãng bảo hành lên tới 2 năm mà trị giá hợp lý có 17 triệu đồng thôi mà các bác đã sở hữu cho mình những sản phẩm âm thanh quá là tuyệt vời rồi. Các bác có nhu cầu hay cần tư vấn gì có thể liên hệ qua bên em với các số điện thoại hotline như là 0919182233 và 086999. Hiện tại thì bên em đang có hai cơ sở. Cơ sở 1 tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 có địa chỉ tại 76A Lữ Hiển Bích, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và em xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.